Thưa quý vị khán giả, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định số 2104 về phương án khôi phục sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vào ngày 3 tháng 9 và công văn số 3078 về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với từng cấp độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vào ngày 9 tháng 9, thì các doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng có những bước chuẩn bị cho việc khôi phục sản xuất. Sau 2 tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, các doanh nghiệp đã gặp không ít những khó khăn. Ưu tiên lớn nhất lúc này của các doanh nghiệp là đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch để được khôi phục sản xuất trong tình hình mới. Sau đây là ghi nhận tại khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu. Trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Gò Dầu có 27 doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện sản xuất 3 tại chỗ, 18 doanh nghiệp không đủ điều kiện phải tạm ngừng sản xuất. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định về phương án khôi phục sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã nhanh chóng đề nghị được khôi phục sản xuất với phương án 3 tại chỗ. Công ty Seolun là doanh nghiệp sản xuất vỏ lốp xe có quy mô lớn ở Việt Nam. Nhà máy đặt tại khu công nghiệp Phước Đông trước đây có trên 3.300 công nhân. Kể từ ngày 15 tháng 7, công ty giảm số lượng công nhân và thực hiện sản xuất 3 tại chỗ. Sản lượng nhanh chóng sụt giảm tới 50%. Lãnh đạo công ty cho biết, dù giảm số công nhân và giảm sản lượng, nhưng chi phí vận hành vẫn giữ nguyên như cũ, bao gồm việc trả lương và tăng phụ cấp cho người lao động. Hiện nay, công ty đã đủ điều kiện mở rộng sản xuất 3 tại chỗ. Công ty gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch khôi phục sản xuất trong tình hình mới. Qua 2 tháng thực hiện 3 tại chỗ theo chỉ thị 16, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Công nhân sản xuất tại chỗ cũng khá là vất vả. Nhiều người về nhà nên thiếu hụt nhân viên, sản xuất sản lượng giảm, nên chuẩn bị phục hồi sản xuất, doanh nghiệp rất là vui mừng. Công nhân làm việc tại nhà máy đã được tiêm vaccine, nhưng công nhân trở về các địa phương chưa được tiêm vaccine đầy đủ. Chúng tôi mong ngành chức năng quản lý tốt việc phòng chống dịch bệnh tại các địa phương để công nhân chúng tôi sớm quay lại nhà máy. Chỉ mong mọi người là tuân thủ 5K giữ an toàn để cố gắng sản xuất. Tôi muốn cuộc sống trở lại bình thường như lúc trước để sớm về với vợ con. Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt sợi Continental từ hơn 3.000 công nhân khi thực hiện sản xuất 3 tại chỗ vào ngày 19 tháng 7 cho đến nay, nhà máy chỉ còn hơn 270 công nhân. Sản lượng vải sợi sản xuất nhanh chóng sụt giảm tới 70%. Trước tình hình khó khăn đó, công ty ưu tiên cho các đơn hàng quan trọng nhất và cố gắng cầm cự cho đến ngày khôi phục sản xuất. Theo dõi các hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công ty đã chuẩn bị các xe đưa rước công nhân, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu để sớm được mở rộng sản xuất. Chúng tôi đang liên lạc với các công nhân ở vùng xanh và vùng vàng để họ sớm quay trở lại làm việc. Chúng tôi cũng đã nộp đơn tới Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi mong rằng sẽ sớm được tạo điều kiện và xử lý các thủ tục để công nhân được quay lại nhà máy. Mong rằng người lao động ở địa phương cũng sớm được tiêm vaccine. Ở đây thì công ty đảm bảo an toàn cho chúng tôi là cung cấp khẩu trang và test hàng tuần. Ăn uống thì công ty cũng cung cấp đầy đủ. Đây là cũng lần đầu tiên á, tụi tôi thực hiện là 3 tại chỗ. Nhưng mà trong đó cũng có gặp rất là nhiều khó khăn là giống như là chưa có kinh nghiệm. Mọi người á, thì là lần đầu tiên xa gia đình á, nên là cũng rất là nhớ gia đình. Nhưng mà vì là tin tưởng vào công ty nên là tụi tôi cũng cố gắng thực hiện tới bây giờ. Huyện Gò Dầu đã chỉ đạo các ngành và các xã thị trấn chuẩn bị một số giải pháp để vừa khôi phục sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh. Qua đợt tổng xét nghiệm sàng lọc lần 3, Gò Dầu có 2 xã vùng cam, 1 xã vùng vàng và 6 xã vùng xanh. Rồi chỉ đạo cho các xã thị trấn á, là giám sát cái người lao động làm việc trong các doanh nghiệp mà cư trú tại địa phương. Rồi là ấp khu phố thì thực hiện cái xác nhận người lao động ở địa phương vùng xanh. Thì những cái việc làm đó thì huyện cũng đã chỉ đạo rất là chặt chẽ. Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu cho biết, ưu tiên của huyện là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khôi phục sản xuất nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu thực hiện 3 tại chỗ, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết.